Xin chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ cách làm chè bưởi không cần muối, chè vẫn dẻo, cùi bưởi giòn mà không đắng. Nếu lần đầu bạn đến với kênh của mình thì xin bạn hãy nhấn đăng ký để không bỏ lỡ cách nấu các món ăn ngon tiếp theo. Bạn rất thích chè bưởi nhưng còn ngại vào bếp vì sợ không khử đắng được cùi bưởi và không biết nấu làm sao cho cùi bưởi giòn. Hôm nay mình sẽ nói thật kỹ để các bạn có thể làm thành công ngay lần đầu tiên luôn nhé. Các bạn làm theo công thức của mình mà thành công thì đó là niềm vinh dự nhất với mình đấy. Mình đã nấu chè bưởi rất nhiều lần và ai ăn cũng khen ngon. Đây là bát chè bưởi mình vừa nấu xong, nhìn vừa đẹp mà ăn lại rất ngon, cách làm thì đơn giản. Chè bưởi là một món tráng miệng rất ngon và phổ biến ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, nhưng bây giờ đã phổ biến ở tất cả các vùng miền từ Nam tới Bắc. Bưởi da xanh ruột hồng, mình sẽ gọt bỏ lớp vỏ xanh bên ngoài. Chính phần vỏ này nhiều tinh dầu nên rất đắng. Còn xong lớp vỏ ngoài thì tách lớp cùi bưởi da. Phần này là để nấu chè đấy. Tách cùi bưởi da rồi nạo bỏ phần tiếp xúc với muối cho khỏi đắng. Bạn tìm mua của bưởi nào nó đừng già quá hoặc đừng non quá, và nên chọn của bưởi thật tươi mới thì cùi bưởi sẽ dày và giòn. Dọc nhỏ các miếng cùi bưởi da, rồi thái cùi bưởi thành hình hạt lựu. Nồi nước sôi rồi đổ ngập nước vào bát cùi bưởi, đậy kín lại rồi để ủ 30 phút. Chính việc này đã thay thế việc phải ngồi bóc cùi bưởi với muối. Nó vừa lâu vừa mỏi tay mà cũng mất nhiều thời gian. Mặt khác vì không phải bóc cùi bưởi với muối nên miếng cùi bưởi sẽ không bị nhiễm mặn. Sau 30 phút thì đổ ra chậu rồi, rửa sạch và vắt kiệt nước lần một. Tiếp tục đun nồi nước lần 2 rồi, lại đổ vào bát cùi bưởi để ngâm 30 phút nữa. Sau lần này thì rửa cùi bưởi, thêm nhiều lần cho hết nước đắng. Rửa xong rồi thì vắt cùi bưởi cho thật khô kiệt nước nhé. Số cùi bưởi mình thu được là 100g. Bây giờ đến công đoạn chế biến để nấu chè nào. Cho 150g bột năng vào cái tô. Cho tiếp 80g đường vàng vào cùng. Đổ vào đây 100ml nước nguội rồi khuấy cho tan đường. Đổ hết bát cùi bưởi vào đây rồi ngâm 30 phút. Cứ để đây và bây giờ đi hấp đậu xanh đã. Rửa sạch 150g đậu xanh rồi ngâm 4 tiếng. Sau khi ngâm đậu xanh trong 4 tiếng thì rửa lại cho sạch rồi mang đi hấp chín. Hấp đậu xanh chín thì xới ra đĩa cho nguội. Bát cùi bưởi đã hút hết nước, bây giờ cho thêm 50g bột năng vào trộn đều cho cùi bưởi nó khô.
đều để bột năng áo đều hết vào tất cả các miếng cùi bưởi. Chính bước làm này giúp cho cùi bưởi vừa dẻo mà lại rất giòn. Sau đó thì đổ ra cái rổ và sàng qua để loại bỏ bột năng vụn. Bạn có biết sàng không, ý là xóc đều lên cho bột vụn nó rơi xuống mà. Phần bột năng vụn này cho vào bát, cho chút nước vào và khuấy tan để lát nữa đổ vào nồi chè cho sạch. Đến bước đi nấu chè nào, đầu tiên cho 1 lít nước lọc vào nồi đun sôi. Tiếp đến cho 150g đường cắt trắng vào nồi, khuấy cho đường tan rồi bật bếp lên đun. Các bạn có thể điều chỉnh lượng đường cho phù hợp với gia đình nhà mình nhé. Bạn nhớ cho 1 xíu muối vào đây nhé. Khi nồi nước sôi thì đổ hết bát, cùi bưởi vào và đun tiếp. Những miếng cùi bưởi đã khử hết vị đắng, lại được áo rửa bột năng nên nhìn nó rất mọng và trong suốt. Khi đổ cùi bưởi vào thì hạ bếp để lửa vừa phải, rồi lấy đũa khuấy đều và nhẹ tay cho khỏi bén nồi. Bạn nhớ khuấy đũa theo 1 chiều nhé. Khi cùi bưởi nổi lên đều thì đun thêm 5 phút cho cùi bưởi chín. Lúc này nhìn giống như nồi bánh chay đang sôi ấy. Chỗ bột năng vụn thì cho chút nước vào khuấy tan, rồi đổ vào nồi chè và đun thêm 2 phút. Giờ thì đổ hết đĩa đồ đã hấp chín vào đây. Lấy đũa đảo đều và nhẹ tay theo 1 hướng. Khi đồ đã hòa quyện với cùi bưởi là nồi chè bưởi của mình đã chín. Nó ngon và hấp dẫn lắm rồi. Vani thơm vào và bắc nồi chè xuống. Múc ra bát cho nguội rồi cho nước cốt dừa vào và cùng thưởng thức. Chè bưởi ngon hấp dẫn như nhà hàng, có màu vàng của đỗ xanh, màu trắng của cùi bưởi và màu trong suốt của bột năng. Mình cho đường trắng lên nhìn, nồi chè nó sáng sủa và đẹp quá. Làm theo cách này vừa nhàn vừa ngon, cùi bưởi giòn mà không hề đắng. Có vị ngọt thao thảo của đường, vị bùi bùi của đậu xanh, giòn của cùi bưởi và dẻo của bột năng. Đây là công thức làm chè bưởi hoàn hảo nhất mình muốn chia sẻ đến các bạn.
Chỉ cần một trái bưởi và chút nguyên liệu và ít thời gian là đã có nồi chè bưởi ngon thế này. Nếu đi mua ở quán thì được ít cùi bưởi lắm, ăn không sướng. Nhiều người ăn chè bưởi mình nấu cứ tưởng là trân châu. Bây giờ đang là mùa bưởi nên rất dễ mua. Các bạn tranh thủ nấu chè bưởi cho gia đình thưởng thức nhé. Nó vừa ngon, vừa rẻ mà lại sạch sẽ. Bạn sẽ thành công ngay lần đầu tiên với món chè bưởi. Làm theo cách này, chúc các bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Mình rất vui khi thấy các bạn comment rằng đã nấu thành công chè bưởi theo cách này.